Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, tập đoàn công nghệ CMC đã chính thức đưa vào hoạt động trung tâm sáng tạo và quỹ sáng tạo CMC. Đây không chỉ là nơi trao đổi, đào tạo và chia sẻ về công nghệ, các xu thế mới, mà còn là cầu nối hỗ trợ cho các dự án sáng tạo của cộng đồng công nghệ. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới tham dự sự kiện. Với diện tích hơn 600 m², trung tâm sáng tạo CMC được thiết kế như một không gian mở, giúp cho người dùng cũng như những doanh nghiệp khởi nghiệp có thể nghiên cứu sáng tạo, gặp gỡ, giao lưu, kêu gọi đầu tư cho các dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ mới như là điện toán đám mây, an toàn bảo mật. Trung tâm cũng sẽ phát triển các hoạt động về đào tạo, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ cũng như các kỹ năng về sáng tạo. Bên cạnh đó, quỹ sáng tạo CMC hoạt động giống như một quỹ đầu tư mạo hiểm với quy mô là 50 tỷ, sẽ góp phần tìm kiếm và thúc đẩy những dự án sáng tạo mới. Cũng trong sáng nay, hội thảo Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp sáng tạo, quốc gia phát triển đã diễn ra, đề cập tới việc nâng cao hiệu quả trong việc khai thác, sử dụng và đầu tư đổi mới công nghệ, cũng như chính sách khuyến khích phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển các sản phẩm công nghệ mới. Cụ thể, những chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong quá trình thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn tới quý vị ở phần sau của chương trình.